Alo, alo, rồi, nghe rồi. Xin chào mọi người. Xin chào bé Mít Ướp. Ôi, nhạc bị gì vậy ta? Này mở nhạc hoa cho mọi người nghe. Hôm nay mọi người thấy tối không ta? Em thấy tối lắm ha. Mà chết rồi, nay em show lên phòng này luôn quá đấy được chưa? Xin chào khách quý, xin chào em Phương, xin chào chồng của Jenny, chồng Tiêu Giao, xin chào Vinh Phan, Phóng Đêm, Lãng Khách. Hello Mr. Docking Cora, những sản phẩm mới ở đây, tôi nghe lạ quá. Để kiếm coi biết nào đúng ta. Ơi là
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về một thời đã xa nha. Nó sao nay rưng vắng quá. Tình cảm vì riêng tặng em, và em biết chắc.
À, Chiến vào nữa hả? Hello. À, bài này của Phương Thanh chứ phải là của Mỹ Tâm. Sao giờ hát dở gục ngã hả chứ? Chờ Mai Thảo. Kiếm bài gì vậy ta? Tình yêu của tôi là bài gì ta? Em không có biết. Em đang kiếm bài đây. Không có phải bài, bài này không phải của Mỹ Tâm em ơi. Ước gì nha. Bài đó làm gì em biết? Hello. Bây giờ kiếm mấy cái bài của xưa xưa đây nè. Để cho em khóc đi. Chị đâu chỉ riêng em hả? Bài đó chị không có nghe rõ. Chị không biết bài đó. Thôi hát bài buồn đi. Trời ơi em không được có bêu rếu em như vậy nha. Nha, không có được nha. 999 hoa hồng. Không biết bài đó. Đồ hồng mong manh. Ok, lát nữa nha. Chỉ là em muốn ôm chặt anh lúc này, giữ chặt anh lúc này, không buông tay, để cho em khóc thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ hello Doraemon. Là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ ngày lúc đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu. Trong cổ không biết hay em được. Hello Trung Minh. Nhìn không thấy em anh đã. Đừng hay chọc cười em. Em cười là em không có hát được đâu. Có dối lòng tỏ ra mạnh mẽ, mà sao trái tim em đau thế này. Một lần sau cuối em sẽ thôi không phiền ai. Nhưng tại bị đẹp nên xem thôi. Cảm ơn anh Văn. Mọi người cũng thức khuya quá ha. Hello GRC.
là 1, 2, 3. Vậy là kết thúc sau nhiều năm nói cười, ta cũng không thể nào đi chung đôi. Vậy là em sai, sai từ khi bắt đầu, vì yêu anh quá đậm sâu, để giờ đây nặng mang u sầu bắn tim. Còn nhiều chị hát hay hơn em, đừng khen em. Bao giờ anh nghĩ về em, về những đắng cay em đang gánh chịu. Từng ngày trôi qua là những nỗi đau không phai nhòa. Có bao giờ nhìn không thấy em anh đã đi tìm, như em từng mơ, em từng khóc vì anh. Trời vô thả thiên vị, làm ngại quá à. Idol số 17 không sợ nhãn già. Không, em quen thức khuya rồi. Quá đáng nha anh Khánh. Anh Khánh quá đáng. Nụ hồng mong manh nhá. Tại hát đúng bài thôi. Hồi bữa này piano vision. Bản piano. Hát dở đừng chê em nha. Bài này ít, em ít khi hát lắm á. Nhiều khi là như anh Khánh nói, con gái tài mai. Em đổi phòng nên phòng bữa nay nó ồ mít quá à. Phải giấu cuộc tình chị không biết bài đó em ơi. Biết hát dở rồi. Ok ok ok, biết rồi thì thôi ha. Trước khi hát là cho em đi bay ra gì hành tinh. Ok, nghiêng phở. Trời, chưa hát mà kêu là hát dở hả? Không biết sao. À, nghiêm túc nha. Trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nên yêu đêm hoa về giữa trong một mộng xưa. Hát dở. Những sao hoa kia màu phai tàn, rụng ta tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim giàn vỡ nỗi đau, làm nhân ngơ một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những băng quần. Cánh chim ơi còn nguyện mù tận trời lao vui chi nên. Rồi xong rồi đó. Có mẹ không biết nghe. Đó, đừng có khen em. Nhưng giờ nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi. Em nay nhìn chân thôi anh ơi, xin ta. Oh,
trường rồi nhé. Bộ anh biết em hát bình thường có vô. Sao kỳ quá à? Ok, lát duyên phận. Trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em nâng niu đêm hoa về giữa trong hồn bóng sâu hoa không phai sắc hương. Thôi duyên phận đi mà, bạn cãi nhiều quá. Dở đụng cha nha. Sao chín cười hả? Ồ mà sao biết hay dung like mày vào á? Quá đen. Anh hắn quá đen chuyện chứ. Bó xì anh bây giờ. Là bao nào đó được đâu, lòng người ta
Hôm nay không hiện link là sao nhở? Là bài gì đó mọi người? Muốn nghe bài gì thế? Mình có on trong đây thì mình comment, mình tương tác nha mọi người. Vào nệm thể chấm dinh chấm talk tv.vn. Ủa, chưa mình phải mua thẻ dinh đó. Có link nào đâu mà nơi mình ở không có thẻ dinh. Ồ. Sao ta, bài gì nữa? Sao mà tải một cái clip này về mãi mà không xong nhỉ? Bài nào nữa mọi người ơi? Hello mục tiêu. Kiếm bài gì nữa mọi người? Bài gì gợi ý đi. Thôi, để vô list nhạc của mình tìm thử coi nào. Hoang mang hả? Ồ, cũng được. Cũng được, hoang mang cũng được. Hát xong mọi người đừng hoang mang nha. Ủa, hoang mang Hồ Ngọc Hà hay hoang mang Hồ Quỳnh Hương? Hồ Ngọc Hà là không có nha.
lắm đúng không? Đúng không? Ủa sao tự nhiên nó hết beat ngang xương vậy trời? Xin chào Hiếu Hiếu. Rồi chị Như chưa bắt đầu luôn đi. Ủa này Tông Nam. Tìm lại giấc mơ hả? Ok, rồi để chị kiếm tìm lại giấc mơ. Em không xem được. Bị một cái là không xem được. Trừ khi anh lên ghế ngồi thì em mới thấy. Về một nơi ấm áp, giấc mơ ngọt ngào.
đầu vẫn biết là thế, mà vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Em hãy về hành tinh của em đi, ok em. Rồi, cảm ơn Nhi Nhi nhiều nha. Anh bằng alo tổng đài Việt Nam hướng dẫn. Xong rồi. Nhi Nhi bình chọn có một sao thôi. Ủa, mọi người cho hỏi cái là sao? Hay vậy mà cứ chọn em nó. Sao mọi người biết được là ai bình chọn cho mình bao nhiêu sao nhỉ? Xong rồi, còn 10 phút mọi người muốn nghe bài gì? Trời ơi, còn khoảng 10 đến 20 phút đầu. Ý là vote cho chị em, vote cho idol. Đêm rơi mình em bật khóc. Mọi người on bằng máy tính hả? Hay là on bằng điện thoại? Không biết bài đố, đừng có làm khó em. Không biết bài mình và núi. Một năm rồi em mới chơi lại cũng không biết nữa. Em cần có anh là bài nào vậy? Bài nào vậy? Bài của ai ta? Em làm ai rồi trong đêm anh rồi. Cảm ơn. Gặp nhau trong rừng mơ thôi. Cuộc tình trong cơn mơ đi. Sao mà mọi người làm khó em quá vậy? Em không biết cái bài đó. Sorry mọi người là em không biết hát mấy bài đó. Kiếm bài nào ta? Để em coi trong livestream của em. Nếu say mình em bật khóc, sao vẫn khóc. Rồi ok, em biết bài cháu lên ba. Cảm ơn Nhi Nhi đã cho anh kem nha. Sao ta? Kiếm bài nào ta? Bài nào ta? Hai con thằng là con heo đất hả? Mẹ mua cho con heo đất đúng không? Trời ơi, mát được rau răng hoặc sao hàng không em? Em không biết, em không nghe bài đó đấy, không biết. Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất, y a y a. Ai đã khiến em như vậy đi chị? Ai đã khiến em như vậy? Bài đó là bài gì ta? Trời ơi, sao cảm thấy? Thôi, lời thú tội ngọt ngào ha. Bài hồi xưa á. Ok không? Cái gì mà em không cần ăn kem? Mẹ mua cho con heo đất, mẹ mua cho con heo đất khi à y ya. À mẹ ơi, heo ơi mau lớn gì không thông thông thuộc. Của Đông Nhi đúng rồi. Ủa hay là mà ta biết thì chị biết. Cái này chắc đầu giữa chim ít. Không ok nhé. Sao vậy? Bài này chắc mất người vì em đã lừa dối. Con tim ngẹn ngào bất không tranh em quá khờ. Vội mất đi bao lời yêu anh trao mà ngày ấy em bơ. Góc tối cây đơn riêng mình em mà thôi. Mất người vì em đã lừa dối. Con tim nghẹn ngào bất công tranh nhau quá ngốc. Đã quên môi tình ngọt ngào, nuôi hy vọng về một người mới quen. Mà giờ đây em nhận ra người em yêu chính anh.
Người con gái Thủy Chung nghe quen quen. Hát bài này của Đông Nhi là mất hit nữa. Ý em nói là chị hát dở hơn Đông Nhi phải không? Đó là điều đương nhiên rồi em. Mất người vì em đã lừa dối, con tim nghẹn ngào vẫn không tranh em quá ngốc. Đã quên môi tình ngọt ngào, nuôi hy vọng về một người mới quen. Mà giờ đây em nhận ra người em yêu chính anh. Lần đầu tiên em thấy anh mắt lạnh lùng, anh nhìn em ngỡ như ta chưa từng quen. Đâu như người biết không? Thôi anh Bo quá khen em, dựng em có đồng gì. Em hả năm 22. Con tim buồn đau với những phút giây lỗi lầm, ngàn lời thứ tha không thành đắng cay nghẹn ngào. Nhìn anh đi quặn đau đáy lòng. Anh khắn quá đấy. Dạ, em chín bảy, mặt non trẻ anh nghĩ em như tuổi quá đi. Anh phải bên vực cho em chứ. Tại sao? Sao nữa? Mọi người giống như là mọi người phẫn nộ khi em hát bài này hả? Mọi người phẫn nộ em phá hit của Đông Nhi đúng không? Đúng không? Đúng không? Thôi em không hát nữa. Em mở nhạc thiền cho mọi người nghe. Em mở nhạc thiền cho mọi người nghe. Em giựt mềm lặng thầm là Khánh à. Đúng rồi đó anh, ảnh tên Khánh. Đông Nhi phẫn nộ chứ anh ảnh hưởng gì đâu. Ok, cảm ơn Lai Dạo. Lai Dạo đã khen em như 79. Ok, ok fine, ok fine. Đông Nhi phẫn nộ. Trở về các bụi. Đổi tên mà mọi người chỉ dùm ảnh đi. Vãi chị làm sao? Mình bằng tuổi idol nha mọi người. Cái gì? 79 là anh rể anh rồi. Hay. Anh Khánh bớt xạo nha. Bằng cổ tay là bên off hả? Bye bye bon nha. Bye bye. Mọi người chưa ai follow em nhớ bấm follow em ở trên nha. Thứ bảy này 23 giờ. 23 giờ. Ok anh ơi, anh sẽ xin nhân đi. Ở đây tính ra chắc em nhỏ chứ. Ấn rồi, ấn thêm, ấn thêm rồi chắc không sao đâu chị. Thôi em đừng ấn nữa, ấn rồi thì đừng ấn nữa. Cảm ơn Lai Dạo. Ấn rồi thì đừng ấn nữa. Chào anh, chào chị, chào em. Nó thích quá nha, Ngọc U40. Nó đến quá đáng à. Mọi người đừng quên thứ bảy nha, 23 giờ. 23 giờ U40 dạo. Sao mọi người nghe nhạc thiền chơi vậy? Em hát đó mọi người kêu em phát hết. Anh bấm thông báo chưa ta? Ủa anh Khánh có nhận được thông báo show không? Thu 50 đấy.
và không may gặp em thôi. Ok, ok, I'm fine. Ok, I'm fine. Sao á? Anh Lai vợ sao để cái mặt ngơ ngác vậy? 29 là bằng mình nè bạn. Bằng. Vậy sao anh thắng rồi? Anh bằng tuổi idol là bằng tuổi em. Why? Có thông báo đâu. Ủa kỳ vậy ta? Kỳ vậy? Phải follow là phải thông báo lịch like chứ. Còn một phút à. Còn một phút để chúng ta trò chuyện. Xong rồi thứ bảy nha. Thứ bảy là mọi người nhớ phải lên để biết sao em còn hát tặng mọi người nữa chứ, cho tất mọi người nữa. Lần sau kêu là đòn cổ tay. Sao vậy? Sao lại phải gọi vậy ạ? Không chịu nghe. Thứ bảy 23 giờ. 23 giờ đừng quên nha. Nhi Nhi không vào á. Không vào là buồn lắm đi. Chúc cả nhà ngủ ngon, chúc anh Bằng, chúc Nhi Nhi, chúc anh Thắng, chúc Lai Dạo, chúc tất cả mọi người. Đúng rồi, chứ giờ mọi người muốn sao? Hay là thứ bảy em vô, em đọc truyện cho mọi người nha. Vâng, đúng rồi. 23 giờ 59 phút, anh bảo ok anh, còn một phút chúng ta vẫn trò chuyện được. Du hành thiên hạ là bài gì á, anh không biết. Cả nhà ngủ ngon nhá. Chị idol sâu lên rồi phải không mà. Thế là cả nhà nha, cả nhà ngủ ngon nha. Nhớ ngủ ngon và thứ bảy 23 giờ đừng quên nhá. Bye bye. Chụp chụp.
phèo. Hello Tiểu Ngáo. Tiểu Ngáo Ngáo. Hello anh Bin. Em hôm nay sao cũng khá là sớm đấy. Không giờ đối với em nó vẫn là sớm. Kiểu em sao muộn nó quen rồi. Bây giờ cảm thấy mỗi lần mà được sâu không không rồi, ôi mình thấy sớm thế. Tại sao mình được sâu sớm như vậy? Hôm qua anh ngủ quên ngoài xe. Ủa tại sao anh lại mất ghế nhỉ? Hôm qua anh có ghế cơ mà. À anh có ghế ở bên Zoom kia, còn bên này không có ghế. Em quên mất. Ở bên kia mới có ghế.